Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi diễn đàn CEO. Thưa quý vị, di sản văn hóa và làng nghề truyền thống chính là những nơi sản sinh và là những nơi gìn giữ những nét đẹp tinh túy của văn hóa cổ truyền Việt Nam. Tuy nhiên, để cho làng nghề truyền thống thực sự sống theo đúng nghĩa thì những sản phẩm của làng làm ra phải kinh doanh được và phải nuôi sống được những nghệ nhân trong làng. Đây cũng là câu chuyện mà chúng tôi muốn được gửi tới quý vị trong chương trình hôm nay. Xin được hân hạnh giới thiệu cùng quý vị kiến trúc sư Nguyễn Giang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Gỗ Giang. Xin cảm ơn ông đã đến với chương trình. Thưa ông, tôi được biết là ông là một người con sinh ra và lớn lên ở làng nghề mộc Tràng Sơn, là một làng nghề mà gắn bó với nghề mộc từ nhiều đời nay. Và ông có thể chia sẻ được là đó có phải là những yếu tố cơ bản khiến cho ông có một cái niềm đam mê và gắn bó và để quyết định thành lập ra Gỗ Giang hôm nay? Tôi sinh ra ở làng nghề đó là một làng nghề rất lâu đời của Hà Tây cũ, bây giờ là Hà Nội. Ở làng tôi thì có rất nhiều nghề truyền thống, tôi sinh ra thì đã là thợ mộc. Tôi làm thợ mộc cho tới lúc mà tôi thi đại học. Thì tôi dừng lại để tôi tập trung vào công việc mà học. Thì lúc tôi đi ôn thi đại học thì tôi cũng đã có một cái mong muốn là học một cái ngành gì đó mà gần với cái nghề truyền thống ở quê tôi. Để sau này tôi quay về gìn giữ và tôi phát huy cái nghề truyền thống ở làng nghề. Và đây là yếu tố khiến cho ông quyết định thi vào trường kiến trúc? Một yếu tố rất quan trọng và cũng là động lực để tôi thi vào cái ngành đó. Và thưa ông, theo ông thì do đâu mà ông quyết định thành lập ra Gỗ Giang? Tôi thành lập ra Gỗ Giang là vì sau khi tôi tốt nghiệp xong và tôi đi mở rộng ra đi thì tôi thấy là nếu ở làng mình đi lên từ làng nghề truyền thống mà mình không có cái thương hiệu riêng thì hoặc là mình không thành lập công ty để làm việc một cách nó chuyên nghiệp đó, thì cái sản phẩm của mình, cái giá trị thương mại nó rất là thấp. Nên là tôi quyết định cái thành lập công ty Gỗ Giang để mà làm việc cho nó chuyên nghiệp hơn và cũng như là cố gắng là góp một phần xây dựng một cái thương hiệu cho ở cái làng nghề Tràng Sơn. Thưa ông, và khi mà thành lập ra Gỗ Giang thì ông có những chia sẻ gì về những cái nét riêng, những nét chính về của Gỗ Giang? Bởi vì theo như tôi nghĩ thì mỗi một công ty, đặc biệt là những công ty về kiến trúc, những công ty mà mang tính chất đi về nghề truyền thống như là Gỗ Giang thì đều phải luôn luôn có những nét đặc trưng riêng của công ty mình. Khi tôi thành lập ra Gỗ Giang thì tôi xác định hai hướng chính là đối tượng khách hàng của tôi tiếp cận ban đầu sẽ là thường là các kiến trúc sư hoặc các nhà thầu xây dựng, nghĩa là cái kênh mà ban đầu mình tiếp cận để những người mà đối tượng khách hàng như vậy đó thì là họ sẽ đưa được cái sản phẩm của mình tới khách hàng nó được tốt hơn, gần như là chuyên môn hóa từng công đoạn đó. Nên là các kiến trúc sư và các nhà thầu xây dựng thì sẽ thiên về phần mà có đầu việc này và tư vấn được cho khách hàng này. Mình thì tập trung vào cái yếu tố mà sản xuất của mình cho nó có chất lượng cao. Đấy, chứ mình cũng không làm tất cả từ làng nghề tới tận khách hàng cuối cùng. Và khi tôi thành lập thì tôi xác định là tôi có hai hướng chính. Một là tôi làm cái đồ gỗ của làng nghề truyền thống và hai là cái nhà gỗ. Và thường tôi làm cái đó là với cái yêu cầu của khách hàng, thường là tôi tập trung vào cái sản phẩm truyền thống nó mang tính chất may đo nhiều hơn để tạo ra cái dấu ấn riêng trên từng sản phẩm. Thưa ông, nếu mà trở lại lùi lại thời gian về quá khứ thì ông có thể chia sẻ là từ khi nào mà làng Tràng Sơn lại gắn với nghề mộc và đặc biệt là làm ra những ngôi nhà gỗ? Nếu mà nói về cái làng Tràng Sơn làm nghề mộc từ khi nào đó thì theo như tôi được biết thì nó không có một cái mốc thời gian cụ thể. Nhưng mà có thể nói là nó là một cái làng nghề mà gắn với mộc rất là lâu rồi. Vì làng quê tôi có những câu ca dao này và có những cái truyền thuyết này là gắn với cái nghề mộc. Đó. Nếu mà khẳng định chính xác một thời gian là có từ khi nào thì chắc là không có. Nhưng mà qua những cái truyền thuyết và qua những câu ca thì có thể thấy là nó có rất là lâu rồi. Vì đã đi vào ca dao và tục ngữ của làng này. Và lại còn có những cái giai thoại mà để thể hiện rất là lâu. Ví dụ ở quê tôi có cái cụ thợ mộc tổ nghề đó. Làm đền thờ cho Thánh Tản Viên thì nghĩa là cái đó, cái tính chính xác thì có thể là không có, nhưng qua đấy thì có thể là thấy được là nó gắn với cái nghề qua một thời gian rất là dài, truyền thuyết rồi. Và hai nữa là cái tên của làng đó là cũng được đặt tên theo cái tên của dụng cụ của người thợ mộc là cái đục tràng. Đó, thì là qua đấy thì thấy là nghĩa là cả cái làng nó gắn với cái dụng cụ mà làm nghề nó cũng rất là lâu, và tên làng đặt theo cái đấy thì có thể khẳng định là cái làng này có gắn với cái nghề mộc rất là lâu rồi. Tức là Tràng Sơn, tràng là cái dụng cụ tràng là cái dụng cụ của người thợ mộc đó. Vâng. Mà đục tràng là một cái dụng cụ rất là quan trọng của người thợ mộc. Chắc là thợ mộc không núi chứ. Sơn thì là thường là sẽ không hẳn là núi, mà do quá trình phát triển của làng nghề đó thì mỗi thời có một cái tên ghép vào theo sau. Ngày xưa là tràng thôn và sau đó đổi về tràng sơn. Như vậy là
từ khi mà có thể hiểu là từ khi mà ông còn nhỏ, ông đã lớn lên trong tiếng đục của người thợ mộc này. Và từ đó không biết là cái niềm đam mê của nghề mộc nó đã ngấm vào ông từ lúc nào. Và thưa ông, thế những người mà say mê với nghề như ông bây giờ trong làng liệu có còn nhiều không? Theo như tôi thấy thì cái nghề mộc của tôi giờ nó có một số cái nghề truyền thống nó bị mai một dần đi. Cái điều kiện để họ giữ cái nghề đó thì chắc là cũng có, bản thân người thợ bây giờ đó thì có thể so với các làng nghề thuần nông đó thì họ cũng có một cái thu nhập nó cũng tương đối, nhưng mà qua đấy thì họ thấy là cái thu nhập để mà ổn định và lâu dài đấy thì không tạo cho họ một cái an tâm được. Như vậy có lẽ là cái yếu tố mà ổn định này, yếu tố thu nhập về nghề mộc đã khiến cho người dân ở Tràng Sơn không còn tin tưởng mấy vào cái nghề của làng mình nữa. Và điều này sẽ khiến cho một cái bộ phận dân chúng, đặc biệt là những dân số trẻ ở làng là không còn mặn mà gì với nghề, đúng không ạ? Tôi thấy ở làng tôi thì giờ là các lớp trẻ đấy thì lớn lên thì chắc là nặng cái yếu tố là thoát ly khỏi cái nghề mộc của Tràng Sơn. Mặc dù trong quá trình học tập thì vẫn có thể dùng nhận các công việc về mộc, nhưng mà sau khi họ ấy được thì họ vẫn mang nặng yếu tố là làm sao để thoát ly khỏi được cái nghề đó để cho họ có cơ hội họ làm giàu. Là người con sinh ra trong đống vụn bào của làng nghề Tràng Sơn, từ khi còn là học sinh phổ thông, người thanh niên trẻ đã đau đáu về nghề mộc truyền thống của làng mình. Và trong khi lớp trẻ của làng đang tìm cách thoát ly khỏi nghề để đi tìm những cơ hội làm giàu khác, thì anh lại nuôi quyết tâm xây dựng sự nghiệp bằng nghề mộc trên chính quê hương mình, với mục tiêu duy nhất làm thế nào để giữ gìn và bảo vệ những nét tinh hoa của làng nghề Tràng Sơn. Và đó là khởi nguồn cho sự ra đời của Gỗ Giang. Ngay khi trở về làng, anh đã tập hợp các nghệ nhân lành nghề và các thợ mộc có tay nghề giỏi thành lập xưởng Gỗ Giang, tiền thân của Gỗ Giang ngày nay. Nói về kinh doanh như một điều tự nhiên, người giám đốc này vẫn muốn nhận mình là một người làm nghề và đam mê nghề hơn là một doanh nhân, bởi vì trên con đường anh đã đi qua, kinh doanh luôn đến sau. Đó là cách ngắn nhất để anh có thể thực hiện hoài bão của mình. Bắt tay vào kinh doanh, kiến trúc sư Nguyễn Giang sớm tìm thấy tiềm năng và lợi thế riêng biệt của Gỗ Giang trong lĩnh vực nhà gỗ truyền thống. Và cái tên Gỗ Giang gắn với nhà gỗ truyền thống được nhiều khách hàng biết đến từ đó. Kiến trúc sư Nguyễn Giang là người đi đầu trong việc xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm và xây dựng mạng lưới khách hàng thông qua website. Đến nay, với niềm đam mê nghề đã thấm vào huyết quản, người giám đốc trẻ này vẫn trực tiếp thiết kế nhà hay vẽ từng mẫu hoa văn cho các công trình của mình. Những nỗ lực của người thanh niên trẻ dấn thân vào con đường đầy trở ngại ngày trước giờ đã đạt được những kết quả đầu tiên. Những người thợ ở đây đã bắt đầu thấy giá trị thực sự của những sản phẩm làng nghề, mà trước hết, cuộc sống của họ đã ổn định và khấm khá lên. Chính những tín hiệu ban đầu đó đã tiếp thêm động lực cho giám đốc Nguyễn Giang vững tin hơn trên con đường mình đã chọn. Thưa ông, khi mà ông là một kiến trúc sư trẻ mới ra trường và bắt đầu khởi nghiệp với những bước đầu tiên, thì khi mà ông mở doanh nghiệp thì làng nghề có giúp đỡ được gì được cho ông nhiều không? Và đối mặt với những khó khăn, những thử thách của những bước đi ban đầu thì ông phải làm như thế nào? Khi tôi ban đầu tôi có ý định tôi làm theo cái nghề gỗ này đó, thì từ phía một số anh em thân trong nhà mình đó thì cũng có một cái tâm lý là muốn là làm sao thoát ly khỏi cái nghề mộc này đi. Thậm chí như ông trẻ của tôi còn bảo là tôi khi theo cái nghề làm vào thi vào trường mỏ đó để đằng sau thành mỏ địa chất, làm cái nghề mỏ địa chất, vì ông đã có nghề sẵn đấy rồi. Thì ông không ủng hộ tôi lắm, nhưng mà thôi thì tôi cũng bảo cái nghề đó tôi thích và tôi cũng thực sự là rất đam mê với cái nghề mộc, nên là cũng được phía gia đình và một số bạn bè là cũng ủng hộ tôi theo cái nghề này. Thế là quyết tâm theo nghề. Thưa ông đánh giá gì về tiềm năng của thị trường nghề mộc nói chung và của những sản phẩm của gỗ Tràng Sơn đưa ra nói riêng?
Theo tôi thì mức sống của dân mình giờ là được nâng cao khá nhiều. Nên cái nhu cầu ví dụ làm về sử dụng đồ vật dụng đồ gỗ mà cao cấp trong gia đình thì chắc là tôi thấy là nó phát triển ở trong thời gian này, tôi thấy là cái nhu cầu nó tương đối là cao. Nên là cái cơ hội nếu mà làng nghề mà làm tổ chức mà chuyên nghiệp được đó, thì tôi thấy là một cái có một cái kênh để mà đưa ra sản phẩm nó cũng tương đối rộng mở. Thưa ông, trong cái bối cảnh xã hội hiện đại khi mà chúng ta đang ngày càng sống trở nên gấp gáp hơn, tiếp cận với nhiều thứ đồ, nhiều cái thông tin văn minh hơn và tiên tiến hơn, thì việc các làng nghề truyền thống bị mai một đi là một thực tế. Và trong đó thì những cái kiến trúc nhà cổ, nhất là nhà gỗ truyền thống, chính là những không gian văn hóa thuần Việt để lưu giữ những giá trị mà của ông cha đã để lại. Tuy nhiên cái không gian này cũng đang dần dần mai một đi, và ông có một cái nhận định gì, một cái chia sẻ gì về cái tồn tại này ở làng nghề Tràng Sơn nói riêng và đối với các làng nghề truyền thống của Việt Nam nói chung? Thực trạng thì tôi thấy là đúng là nếu mà nhà gỗ truyền thống đó, mà với cái cuộc sống phát triển hiện tại như hiện nay thì nó cũng có một số cái mà khó khăn để mà nếu mà gìn giữ và phát triển được nó. Một là yêu cầu về cái không gian mặt bằng, và hai là cái công năng. Nếu chỉ làm đơn thuần ở dừng lại mức là bảo tồn, bảo lưu đó, để nhìn giữ theo kiểu như vào bảo tàng đó, thì cách giữ đó thì sợ là nó sẽ không rộng được ở trong nó không gắn cái cuộc sống của người dân. Theo tôi thì để nếu mà muốn gìn giữ và phát triển được nó thì phải có những một số cái thay đổi thì đó để cho nó đáp ứng được cái cuộc sống hiện đại. Và hiện nay thì là gỗ Giang đang đi theo cái hướng đó, là tập trung vào cái mảng nhà gỗ và làm sao để cho nhà gỗ nó có một cái sức sống đáp ứng được phần nào cái cuộc sống hiện đại đây, thì tôi nghĩ là cách đó nó sẽ giữ được cái ngôi nhà gỗ nó phát triển, hoặc là cái kiến trúc truyền thống mình nó phát triển bền hơn là mình chỉ dừng lại ở mức là bảo tồn bảo tàng để nhìn ngắm không. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến này, bởi vì trên thực tế thì ở khu vực phía Bắc, ở Hà Nội có rất nhiều những làng nghề cổ, có những làng nghề mà rất nổi tiếng trong việc là sản xuất đồ gốm sứ hoặc là làm cốm chẳng hạn. Thế nhưng trên thực tế thì những làng nghề này gần như bây giờ không trực tiếp sản xuất nữa, mà họ mang hàng từ những nơi khác họ nhập về, thậm chí là hàng Trung Quốc, để họ bán trong làng nghề để cố duy trì một cái hình thức là làng nghề này vẫn còn đang tồn tại với cái nghề gốm chẳng hạn, ví dụ thế. Thế nhưng những người dân trong làng thì hoàn toàn không sống bằng nghề, và họ không trực tiếp làm nghề, không trực tiếp sản xuất ra những sản phẩm đó. Ông có cho rằng đây chính là một cái hệ lụy mà chúng ta cần phải khắc phục khi mà làm sao mà để cho làng nghề thực sự sống bằng nghề của mình, chứ không phải là đưa hàng của nơi khác về và sau đó vẫn chỉ gìn giữ một cách giả tạo một cái nghề trên bề nổi. Tôi cũng đồng ý với cái quan điểm này. Vì thực tế như ở vùng tôi hiện tại thì cũng có một số bộ phận là người ta mua phôi ở các vùng khác về và sau đó họ hoàn thiện và sau đó họ bán theo sản phẩm là mộc đi từ Tràng Sơn. Nhưng theo tôi thì cái này lên tính về hướng dài lâu thì sẽ không ổn. Vì cuối cùng thì khách hàng sẽ về dài thì nó sẽ không đáp ứng tốt được cái sản phẩm nó có một cái định hình thương hiệu riêng. Theo tôi để mà phát triển được cái hướng này ổn thì chắc là phải tính tới yếu tố là xây dựng một cái thương hiệu riêng, và cái thương hiệu đó thì nó riêng để mà riêng được thì đó thì nó phải được đo bằng một cái chất lượng riêng của cái vùng làng nghề đó, nghĩa là cái chất lượng đó là nó phải thật đi từ vùng làng nghề đó thì nó mới ổn được. Còn khi mà mình mua ở các vùng nơi khác về thì ở các cái làng khác họ cũng có thể mua được sản phẩm giống như mình, thì như vậy thì các cái sản phẩm các làng nó sẽ giống nhau, nó không có một cái dấu ấn riêng. Đó thì tôi nghĩ như vậy về giải nó sẽ không tốt, mà không có dấu ấn riêng theo tôi với làng nghề thì chắc sẽ khó tồn tại vì nó cũng cứ giống giống nhau cả. Như vậy thì chắc chắn là cái sản phẩm của làng nghề phải kinh doanh được và phải đem lại lợi nhuận, và đặc biệt là phải nuôi sống được chính những nghệ nhân trong làng, những người mà trực tiếp sản xuất ra cái sản phẩm đó. Và ông cho rằng đây chính là một cái yếu tố mà khiến cho những làng nghề Việt Nam và đặc biệt là đối với Tràng Sơn cần phải tính đến không? Tôi nghĩ là cái đó là một thực trạng chung mà chắc các làng nghề cũng đang gặp phải. Theo tôi thì với làng nghề mà để mà gìn giữ được đó, thì người dân là có thể phải sống được bằng cái nghề đó, sống được bằng nghề đó, thậm chí là phải có cơ hội để cho họ làm giàu. Và khi họ thường xuyên gắn bó với công việc đó thì mới có thể có những lớp người là đam mê với cái nghề đó được, vì họ thường xuyên tiếp xúc thì có cái cơ hội họ rùi mài, hoặc là họ có cái cơ hội để họ phát triển được cái nghề đó hơn. Và giữ theo kiểu như vậy thì tôi nghĩ là nó sẽ bền hơn, là gắn với cái cuộc sống và gắn với, thậm chí là gắn với cái nghiệp của người ta đó. Nghĩa là người ta có thể sống và làm giàu được bằng cái nghề đấy.
Và khi mà người ta trực tiếp làm nghề thì người ta mới không bị lụi nghề. Đúng rồi. Chứ nếu không là, thì sẽ bị chứ lụi. Nếu không dừng lại ở là thương mại đơn thuần như thế kia đó thì sẽ lụi mất nghề. Nhưng theo tôi thì làm nghề ở đây thì cũng lên tính yếu tố này nữa. Mà bền cho làng nghề thì cũng phải tính một hướng này nữa là bản thân người thợ hay là các nghệ nhân ở làng nghề họ không thể làm lấy hết tất cả các công đoạn được. Họ vừa là một người thợ khéo này, xong lại vừa là một người mà giải quyết thị trường tốt này. Theo tôi là phải chuyên mỗi người một khâu. Cũng như ở bên gỗ Giang giờ đang làm là cũng thế, mỗi người làm một khâu, thậm chí tôi chia sẻ rất là khâu nhỏ. Đấy thì tôi tập trung làm tinh từng khâu đấy, người thợ ở công đoạn này làm tốt phần việc, thậm chí là tốt nhất ở công đoạn đó. Rồi sau đó thì chắp ghép các cái công đoạn đó với nhau thì mới ổn. Còn theo tôi nếu mà phải để người thợ hay là các nghệ nhân phải giải quyết tất cả các công đoạn từ làm tập trung vào nghề này, xong lại tập trung làm để sao để đưa sản phẩm ra ngoài tới thị trường tới người tiêu dùng này, thì tôi nghĩ cái đấy khó. Cái này chắc cần phải phối hợp ở nhiều công đoạn. Mà chắc là một mình người dân hay là các nghệ nhân chắc cũng không làm được. Thì chắc cần phải có cái sự hỗ trợ và định hướng của các cơ quan chức năng. Và chắc chắn là một nghệ nhân mà khi mà họ làm gỗ thì họ sẽ đầu tư tất cả tư duy chất xám và công trình của mình. Chứ họ cũng không thể đem chính sản phẩm của mình mà đi mà tiếp thị hay là để đi chào hàng được. Tôi cũng nghĩ đấy là một cách làm mà nó tương đối chuyên nghiệp. Bởi vì bản thân những người mà làm chuyên ở vùng đó, ông đó cũng có cái thương hiệu riêng ở cái làng nghề đó. Ví dụ đến ông này thì ông này chỉ làm rất tốt ở cái chuyên này. Chuyên về cái lĩnh vực của ông đó. Ví dụ như ở làng tôi thì ông này có thể là tôi nói ví dụ đơn cử như trong cái nhà gỗ của tôi đây, có thể ông làm phần về cái kết cấu khung mực nhà đó, ông làm rất là tốt, cũng là một ông vài cả tiếng. Và sau đó tới ông làm hoa văn đó, thì ông cũng phần chạm khắc đó cũng là một ông khác, ông làm chuyên về cái đó rất cả tiếng. Rồi, thậm chí ở trong cái phần hoa văn đó, nó còn có cái phần chuyên nữa là ông thì chạm chuyên về phần cảnh, ông thì chạm chuyên về phần dạng lá hoa văn cổ chẳng hạn đó, thì nghĩa là nó được chuyên môn hóa từng đoạn, thì theo tôi cách làm việc như vậy nó sẽ tốt hơn. Bởi vì nếu mà họ làm đấy tất kia thì cái thời gian rồi tâm sức họ cũng không thể dồn tràn trải hết ở các khâu được. Và cốt làm sao mà để khi đến làng Tràng Sơn thì người ta cứ nghe thấy tiếng đục đẽo vang lên từ khắp nơi, thế là chắc chắn là làng đang sống rồi. Vâng. Các tác phẩm của các nghệ nhân làng gỗ Tràng Sơn đã đưa ra và đã được mọi người rất ngưỡng mộ và đã tồn tại được với thời gian. Bằng chứng là những pho tượng như là các vị La Hán chùa Tây Phương ở chùa Tây Phương, các hoa văn chạm trổ đầu khắc hạc rùa ở trên ở Văn Miếu, và vô số những công trình đền chùa đình miếu mạo nhà thờ họ nhà thờ tổ ở các địa phương ở trong nước. Tuy nhiên để làm được điều này thì người thợ không chỉ là một người thợ mộc bình thường mà còn phải là có một cái tư duy, có một cái trái tim, và trên hết đó là một tấm lòng say mê đối với nghề mộc, và họ phải là những nghệ nhân thực thụ. Và ông có cho rằng là khi mà lớp nghệ nhân này ra đi thì cái lớp người tiếp theo sẽ bị thiếu hụt và dường như là khó đáp ứng được, khó mà có thể tiếp thu được những cái tinh hoa của lớp cha anh để lại. Chắc chắn là như hiện tại thì là cái lớp người mà kế cận, mà kế tục những cái tinh hoa của cái nghề mộc truyền thống Tràng Sơn đó. Tôi thấy là ít nhất là những cái mà nó gắn cái nghề mộc truyền thống hiện tại thì là người ta làm hiện tại ở làng tôi là làm những cái nghề làm cái nghề mộc mà nó đáp ứng nhiều của cuộc sống hiện đại nhiều hơn. Cái sản phẩm mà đáp ứng được cái sản phẩm mộc truyền thống đó, thì lớp trẻ thì không hào hứng lắm để theo. Thì theo tôi đây là phải giải quyết được vấn đề cơ chế là vẫn phải là quay lại là để giữ được cái nghề bền, và thậm chí để đam mê được cái nghề đó bền và rèn giũa được cái nghề đó bền đó, thì là họ phải sống được bằng cái nghề đấy. Và có cơ hội để làm giàu được bằng cái nghề đó thì họ mới có cơ hội để họ giữ nghề và thậm chí là đam mê với nghề. Vì nếu không có cái giải quyết được bài toán cho họ sống được và họ có thể làm giàu được từ đấy đó thì cái yếu tố mà mặn mà theo nghề ở lớp trẻ chắc là ít. Vì cũng không bản thân ngay ai người ta sinh ra mà bảo người ta yêu đam mê với nghề ngay được. Nếu người ta mà bảo người ta yêu hay đam mê đó nhưng người ta không được trau dồi, không được trải qua công việc thực tế đó, thì họ không được bắt tay vào để làm thì cũng không giữ và phát triển. Thì theo tôi cái này thì chắc là phải có một cái cơ chế nào đó, sự phối hợp nào đó để đưa được cái sản phẩm ra ngoài thị trường nó có một cái nguồn lượng việc nó ổn định. Chứ hiện tại nếu như cái truyền thống nó thỉnh thoảng mới có cái việc đó thì người ta muốn giữ nghề nó cũng rất khó. Sống được với nghề đó tôi thấy hiện tại là cái người dân ở đó tôi thấy là khó cơ hội làm sống. Nếu như ở làng nghề tôi thì tôi thấy là có thể là tạm thời sống được cái nghề, nhưng mà nó không thỏa mãn được cái nhu cầu, có lẽ là nhu cầu làm giàu, có cái cơ hội làm giàu cho người ta ở đó. Vâng. Đây cũng là một cái câu hỏi không chỉ riêng đối với làng mộc Tràng Sơn mà còn đối với nhiều làng nghề khác của Việt Nam. Trong cái bối cảnh mà khi mà mọi người
cảm thấy là những cái nghề truyền thống không đủ để cho mình làm giàu và khiến cho mình còn phải tìm thấy những con đường khác nó rộng rãi hơn, nhẹ nhàng hơn và nó đơn giản nó hơn mở để hơn. Cho mình làm giàu. Đúng không ạ? Đúng rồi. Theo ông thì chúng ta đang rối ở khoảng nào? Chúng ta đang mắc ở cái vấn đề ở cái giai đoạn nào, ở cái đoạn nào để cho cái việc giữ nghề hay là nói cách khác là tìm đầu ra cho nghề truyền thống có chỗ, có đất? Tôi thì tôi thấy hiện tại là cũng có các cái chính sách của cơ quan nhà nước đó, nhưng mà có lẽ là theo tôi để mà cho nó được hiệu quả hơn đó, thì chắc là phải phát huy cái yếu tố mà bản thân người dân đó, thì người ta không tự tìm được đến những các cái chính sách hỗ trợ đâu. Mà theo tôi những cái chính sách đó nó có khi nó phải trực diện, trực tiếp tới người ta hơn. Ví dụ như còn là có thể qua các cái phường, cái hội của làng nghề đó. Tôi cũng thấy có các cái phường hội nhưng mà thường xuyên những cái phong trào tổ chức đó trao dồi nghề nghiệp qua đó nó cũng không được nhiều lắm. Nó cũng không gắn vào cái thực tế. Hay là ví dụ hướng dẫn người dân để làm sao mà xây dựng thương hiệu hay là đưa sản phẩm ra thị trường gì đó thì là tôi thấy là nó cũng không được trực tiếp tới người dân lắm. Theo tôi các cái cơ chế chính sách nó phải trực tiếp xuống được những người dân một cách trực tiếp ấy, chứ cũng không phải chỉ dừng lại ở là khẩu hiệu có những cái này, vì bản thân như tôi nói là người dân người ta không thường xuyên là người ta rất thụ động những cái chuyện mà tìm kiếm những cái thông tin mới hay là những cái thông tin hỗ trợ. Thế đã có một cái hiệp hội nào đối với nghề mộc chưa? Theo như tôi biết thì là có cái hiệp hội nghề của các cái nghệ nhân và cũng như các cái thợ giỏi gì đó ở thành phố Hà Nội thì phải. Và ở Việt Nam thì tôi cũng biết, tôi mới nghe thôi, thú thực ngày trước thì tôi cũng có được gọi người tham gia nhưng mà hiện tại thì hình như là cũng chưa tham gia được. Vâng. Nếu mà một người trong nghề như ông mà cũng mới chỉ nghe thôi thì chắc là hiệp hội đó cũng chưa phải là hoạt động được hiệu quả lắm. Có thể là ở cái thế hệ trên thì có thể họ biết nhiều hơn, nhưng mà với tôi, ví dụ như ở tôi giờ làm mộc thì tôi nghĩ là cũng tương đối điển hình ở Tràng Sơn, nhưng mà thú thực mà nói thì tôi cũng chưa tiếp xúc nhiều với cái hiệp hội đấy. Vâng, nói tóm lại là chúng ta phải giải quyết cái bài toán đầu ra cho những sản phẩm mộc truyền thống, và theo tôi các cái chính sách nó phải trực diện tới người để làm nghề ở bên dưới, chứ không dừng lại là ở hô hào ở các khẩu hiệu ở trên. Và trên thực tế thì cái thương hiệu làng gỗ Tràng Sơn đang dần dần bị mai một, có phải đây là yếu tố khiến cho ông cảm thấy mình phải có một trách nhiệm để vực dậy cái nghề truyền thống của làng? Cái trách nhiệm thì không, vì cũng không ai giao cho tôi cái trách nhiệm này cả. Mà cái nghề mộc nó gắn với tôi từ bé và tôi rất là yêu nghề mộc truyền thống của quê tôi. Thì cái đó tôi cứ tự nhiên tôi làm thôi, chứ cũng không phải là dính một cái áp lực nào làm cả. Tất nhiên để sinh trông thấy nó mai một dần đi thì nó cũng thêm phần quyết tâm cho tôi. Ngành này có lẽ sẽ không thể tồn tại lâu, cũng như sau lớp nghệ nhân ít ỏi này sẽ không có một thế hệ nào kế cận nếu như không có một con đường để những người dân nơi đây có thể sống và xa hơn là làm giàu bằng nghề mộc. Đó là bài toán không chỉ của làng nghề Tràng Sơn mà còn với rất nhiều những làng nghề truyền thống khác. Trong bối cảnh đó, một doanh nghiệp làm nhà gỗ truyền thống đi lên từ một xưởng gỗ tại làng Tràng Sơn đã ra đời. 6 năm xây dựng thương hiệu, dù chỉ mới đi được những bước đầu tiên, nhưng những gì mà doanh nghiệp này đạt được đã đem đến một tín hiệu tốt cho làng nghề Tràng Sơn trong việc duy trì kiến trúc nhà gỗ truyền thống và bảo tồn làng nghề có từ rất lâu đời này. Tiếp cận thị trường thông qua nhiều kênh, đặc biệt đẩy mạnh quảng bá trên các website, gỗ Giang đã dần ổn định và chủ động được đầu ra cho sản phẩm. Hiện nay, những sản phẩm này đã chiếm lĩnh được thị trường các tỉnh phía Bắc và bắt đầu kế hoạch phát triển vào thị trường phía Nam. Với lợi thế riêng có là doanh nghiệp khai sinh và trưởng thành từ làng nghề truyền thống, cùng với quá trình nghiên cứu, thiết kế để những sản phẩm nhà gỗ truyền thống phù hợp với cuộc sống hiện đại, nhưng vẫn giữ được nét tinh hoa của làng nghề, gỗ Giang đã đem lại sức sống thực sự cho nhà gỗ truyền thống trong dòng chảy hiện đại. Mỗi một công trình tại đây đều được chuyên môn hóa theo từng công đoạn để đảm bảo mỗi khâu đều đem lại kết quả tốt nhất. Bằng cách làm này, gỗ Giang cũng đã và đang góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực cho thế hệ làm nghề truyền thống kế cận của Tràng Sơn. Gỗ Giang có lẽ cũng là một trong những cái tên đầu tiên nghĩ đến giá trị của thương hiệu và biết cách làm thương hiệu để nâng tầm doanh nghiệp. Chính thương hiệu gỗ Giang
gắn với làng nghề cũng đã dần đưa Tràng Sơn trở thành một cái tên được biết đến nhiều hơn, điều mà không phải làng nghề truyền thống nào của Việt Nam cũng làm được. Con đường đi của gỗ Giang chính là mô hình kết hợp giữa làng nghề với doanh nghiệp, gắn thương hiệu doanh nghiệp với thương hiệu làng nghề, một cách làm rất hiệu quả để làng nghề truyền thống của Việt Nam có thể sống thực sự, chứ không chỉ đơn thuần là một cái tên từ truyền thuyết. Thực ra thì đối với mặt hàng nào cũng thế thôi, nhưng riêng đối với nghề mộc, đặc biệt là với Tràng Sơn, thì tôi nghĩ rằng là để có thể đưa ra thị trường một sản phẩm tròn trịa và thuyết phục thì bản thân Tràng Sơn cũng phải có một cái thương hiệu cho riêng mình. Và có phải là đây cũng là điều mà ông nhận ra không? Tức là phải xây dựng được một cái thương hiệu cho gỗ Giang và xa hơn là cho cả làng Tràng Sơn. Tôi nghĩ là ở làng nghề nào nếu mà bây giờ muốn tồn tại phát triển được bền dài đó, thì chắc là cũng phải xây dựng được một cái thương hiệu, mà theo tôi cái thương hiệu này thì chắc phải riêng của làng nghề đó, cũng tránh tình trạng như chúng ta đã nói từ đầu đó là làng nghề đó cũng tồn tại một cách hình thức đó, có thể là về mặt thương mại thì có thể rất ổn trong một đoạn đầu. Ví dụ bây giờ là ở làng nào đó cũng, nếu mà không đi sâu vào, không tập trung vào cái giá trị riêng của cái làng nghề đó đó, ví dụ làm thương mại có thể mua ở hàng Trung Quốc này về rồi sau đó đóng dưới thương hiệu làng này bán này, thì chắc chắn như đoạn đầu thì có thể dễ giải quyết rất tốt về cái giá trị thương mại, nhưng mà về dài thì yếu tố giữ nghề sẽ là không. Còn tôi làm gỗ Giang này thì cũng tất nhiên là cũng vì một phần là muốn có một cái thương hiệu riêng thuộc cái làng nghề đó và cũng đi lên từ cái làng nghề đó, thì hy vọng là cái phần tôi làm là có thể được nhiều người biết đến Tràng Sơn nhiều hơn. Thưa ông, thế từ khi nào mà ông quyết định xây dựng ra thương hiệu gỗ Giang? Tôi làm này từ khi cỡ khoảng độ tầm năm 2005 tới 2006, sau khi tôi tốt nghiệp xong. Ông có chia sẻ là ông muốn thương hiệu gỗ Giang là đi gắn liền với thương hiệu của làng Tràng Sơn, nhưng mà nghe gỗ Giang thì có vẻ mang thương hiệu dấu ấn cá nhân nhiều hơn, đúng không ạ? Gỗ Giang được khai sinh ra ở Tràng Sơn, cũng được lớn lên từ Tràng Sơn. Gỗ Giang mà mạnh lên từ cái gốc ở Tràng Sơn thì một phần Tràng Sơn cũng được nhiều người biết đến hơn. Vâng. Thưa ông, thế thị trường của gỗ Giang là ở trong nước hay là ở nước ngoài? Thị trường của tôi hiện tại thì chắc chỉ có tập trung quanh chủ yếu là ở các cái tỉnh gần phía Bắc. Trong miền Nam cũng bắt đầu có nhu cầu, nhưng mà chắc là cũng chưa phát triển được luôn trong thời gian này. Vâng. Thưa ông, có một cái tồn tại đang rất là rõ ràng, tức là nói về những làng nghề mộc thì có rất nhiều, đặc biệt là ở các tỉnh phía Bắc. Thế nhưng có những làng nghề mộc mà họ làm mà sản phẩm cũng không phải là đẹp lắm, trình độ cũng không phải là tinh xảo lắm, thế nhưng họ vẫn bán được rất nhiều những đơn hàng. Còn những làng nghề mà họ làm rất tâm huyết và bán và làm với một cái trình độ tinh xảo cao, được truyền từ các thế hệ nghệ nhân này tới các thế hệ nghệ nhân đi sau, thế nhưng mà trên thực tế thì họ lại có ít hợp đồng hơn. Vậy thì ông nói gì về cái tồn tại giữa sự cạnh tranh giữa các làng nghề truyền thống với nhau? Tôi nghĩ mà để bền được đó thì chắc vẫn là mỗi làng nghề phải có được một cái thương hiệu riêng đặc trưng của mình thì mới tồn tại phát triển được. Và khi có được cái thương hiệu riêng đó thì nó cũng cần phải có được cái sự phối hợp giữa các cái khâu tốt, là ví dụ từ làm cái nghề đó sản phẩm rất là tốt này để có được một thương hiệu riêng này, và sau đó lại có một cái kênh mà để mà phân phối được sản phẩm đó ra tới người tiêu dùng. Thì theo tôi ở đây là ở các làng nghề đấy cũng không nên là các nghệ nhân hay là các hộ sản xuất đã không nên là tự mình làm hết tất cả các khâu, mà nên là mỗi người làm một khâu thật tốt ở mình ở cái đó. Và đây có phải là cái cách mà ông xây dựng thương hiệu hay là tạo dựng nên một cái dây chuyền làm cho gỗ Giang và cho Tràng Sơn không ạ? Đó chính là cách mà tôi đang làm, mà tôi nghĩ là nó cũng tương đối phù hợp với các làng nghề. Và thực tế đã chứng minh cái mô hình này của gỗ Giang là thành công chưa ạ? Cũng chưa dám nói thành công, nhưng hiện tại tôi thấy nó cũng tương đối hiệu quả. Là tốt đúng không ạ? Thưa ông, lại nói về câu chuyện xây dựng thương hiệu và nói về các vấn đề thương hiệu, thì tối hôm qua tôi có nghe một cái tin ở trên bản tin thời sự của VTV1. Trong tin đó thì họ có đưa tin là có một doanh nghiệp ở Trung Quốc đã sử dụng cái thương hiệu là cà phê Buôn Ma Thuột để đăng ký. Và như vậy là khi cái thương hiệu này được đăng ký tại Trung Quốc thì có nghĩa là thị trường hơn 1 tỷ dân của Trung Quốc hiện nay đã chấp nhận cái thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột là của một doanh nghiệp Trung Quốc. Và điều này cũng có nghĩa là cái thương hiệu của Việt Nam không thể vào được thị trường Trung Quốc. Và nói một cách khác là những cái sản phẩm được sản xuất ra tại Buôn Ma Thuột ở Việt Nam gần như là bị mất thương hiệu. Và điều này cũng cho thấy một cái thực tế là khi mà chúng ta không nhanh và không rõ về luật thì chúng ta có thể thua trắng tay trên chính thương hiệu của làng mình, của đất nước mình hay của cái vùng mà mình đã xây dựng dày công trong nhiều năm. Ông có cái ý kiến gì về cái thực tế này?
Tôi cũng vừa trải qua cái công việc mà đăng ký cái thương hiệu riêng đó. Thì tôi thấy là với cái đăng ký thương hiệu cho làng nghề thì tôi thấy là những cái thương hiệu chung của các cái làng nghề hoặc là những cái danh từ chung hoặc những cái thương hiệu chung mà nhiều người biết đó, nó không thuộc về thương hiệu cá nhân đó thì tôi thấy là hình như là phải có các cái cơ quan của địa phương đấy họ mới được phép đăng ký cái đấy. Còn tới những cái các cái hộ hoặc là các đơn vị kinh doanh nhỏ đó hoặc là không phải nhỏ mà các đơn vị kinh doanh riêng đó, thì chắc là muốn xây dựng thương hiệu thì là chắc phải định hướng ngay từ cái thương hiệu riêng cho của mình. Cũng giống như tôi, ban đầu tôi chưa tìm hiểu thì tôi xây dựng trang web là Nhà Gỗ Việt Nam, và sau đó thì đến lúc tôi đăng ký thương hiệu là Nhà Gỗ Việt Nam thì mới được biết là Nhà Gỗ Việt Nam là cái danh từ chung mà mình không đăng ký được. Thì tôi thấy là cái này cũng rút kinh nghiệm vì tôi là các cái doanh nghiệp khi phải để ý ngay từ đầu cái chuyện này. Thì mình làm ngay từ đầu, mình tìm hiểu ngay từ đầu, sau này mình làm nó đỡ mất thời gian và đỡ mất công. Và chính điều này có lẽ là cũng khiến cho các doanh nghiệp nếu mà chậm chân một chút thì sẽ mất luôn thương hiệu của mình. Đúng rồi, tôi nghĩ cái này thì phải thể chắc là với các doanh nghiệp mà mới làm ngay từ đầu, tôi nghĩ bản thân phải rút kinh nghiệm ngay để phải quan tâm cái vấn đề mà chọn thương hiệu ngay từ đầu để mình xây dựng. Bởi vì nếu không có mình xây dựng mà mình không quan tâm tới lúc khi mình có đăng ký được hay không đó, thì sau này thì sẽ là cái rất là khó khăn, thậm chí là khi là bị đăng ký trước. Mà trên thương trường thì khi mà không có thương hiệu hoặc bị mất thương hiệu thì hậu quả thì chắc là không nói ra cũng ai cũng biết là nó vô cùng là lớn. Đúng không ạ? Rất là khó khăn khi mà mình đã, nhất là khi trải qua một quá trình mình đã xây dựng nó cũng đã được tương đối, đã được nhiều người biết rồi. Tới lúc đó mà lại bị một người khác đăng ký thương hiệu rồi thì tôi nghĩ cái đây nó cũng là một cái trở ngại rất khó cho doanh nghiệp muốn phát triển tiếp nữa. Thưa ông, nói về gỗ rang, nói về làng mộc Tràng Sơn thì chắc chắn là không thể không nhắc đến là nguyên liệu chính là gỗ. Thế nhưng mà gỗ thì lại liên quan đến tài nguyên rừng. Mà tài nguyên rừng thì gần đây đang có rất nhiều những cái sự vụ mà liên quan đến việc là kiểm lâm hoàn toàn bất lực trước cái nạn lâm tặc, và chúng ta đã thất thoát rất là nhiều những cái hàm lượng, những cái khối lượng gỗ quý lớn. Thì đứng trước cái tồn tại này thì ông chia sẻ gì về cái nguồn nguyên liệu đầu vào của gỗ rang? Tôi thấy cái nguồn nguyên liệu với cái đặc thù là cái nguồn nguyên liệu gỗ ở quê tôi đó, thì tôi thấy hiện tại là tôi quan tâm luôn tới cái nguồn cung cấp mà ổn định. Thì nếu mà quan tâm tới cái gỗ mà thị trường ở trong nước mình đó, với các mặt hàng nhỏ lẻ thì thường cái yếu tố mà đầu gỗ của ở trong cái gỗ mà có nguồn gốc từ Việt Nam mình thì thường là cái đầu cung cấp nó không được ổn định lắm. Thì tôi quan tâm tới các cái gỗ mà có cái xuất xứ nhập khẩu từ bên nước ngoài về. Ví dụ như với mảng nhà gỗ giờ thì là các cái gỗ mà tôi hay dùng nhiều là gỗ lim, thì có thể quan tâm đến là gỗ lim có thể từ châu Phi. Hiện tại Lào thì cái yếu tố ổn định nó cũng chưa cao lắm, nên giờ tôi thấy là hướng ra các cái thị trường bên ngoài rộng hơn nữa. Trước mình thì còn là ở trong nước này, và sau đó gần là mình có Đông Nam Á này, giờ thì rộng nha, tôi thấy là cũng bắt đầu là có các nguồn nguyên liệu từ các cái nước xa hơn, về ví dụ châu Âu, Mỹ hoặc là châu Phi. Với tôi thì nhà gỗ tôi thấy cái nguồn gỗ từ châu Phi có thể dùng tương đối nhiều, thích hợp với cái nguồn nguyên vật liệu mà tôi làm cho nhà gỗ. Như vậy là gỗ của gỗ rang là gỗ nhập khẩu? Gỗ giờ nhà gỗ của tôi thì chủ yếu là gỗ nhập khẩu. Vâng, thì điều này có bị đẩy cái giá thành lên hoặc là có gây khó khăn gì trong công tác xuất nhập khẩu cho ông không, khi mà cái nguyên liệu đấy lại phải phụ thuộc vào một nước khác? Tôi nghĩ không khó kiếm. Cơ bản là mình thấy được cái nguồn gỗ đó là cái, ví dụ như cái gỗ đó là cái gỗ rừng trồng, thì có thể cái nguồn cung cấp nó rất ổn định. Còn cái chuyện giá thành thì thường là cái đó nó sẽ cấu thành vào sản phẩm cuối cùng, khách hàng có thể chấp nhận được thì họ sẽ dùng. Thưa ông đã xây dựng thương hiệu qua mạng, và cái việc xây dựng thương hiệu này đã có một cái thành công được mọi người biết đến. Và tại sao ông lại chọn là xây dựng thương hiệu qua mạng? Tôi thì tôi nghĩ là xây dựng qua mạng nó một cái công cụ mà rất là đắc lực để mình làm được nhiều người biết đến mình nhanh. Nhưng theo tôi thì cái đó nó chỉ dừng lại ở mức là công cụ mà nó hỗ trợ tốt thôi, chứ nó không phải là yếu tố quyết định. Quyết định vẫn phải là chất lượng của sản phẩm và chất lượng của dịch vụ. Nếu làm qua mạng được biết có thể nhanh hơn cách làm mình truyền thống, mình mở cửa hàng trực tiếp, mình bán kia. Nhưng nếu mình làm qua mạng thì có thể được nhiều người biết đến mình nó nhanh hơn cách làm truyền thống đó một chút. Nhưng nếu chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ không tốt thì chắc là cái tốc độ mất nó còn nhanh hơn nhiều lần mà mình xây dựng kia. Nên là theo tôi giữ được uy tín qua mạng thì cũng là một cái rất là khó. Nếu giữ được thì cái chất lượng sản phẩm đó nó phải là thật. Vâng. Thế cái kết quả của cái việc mà làm thương hiệu qua mạng của ông bây giờ thì đã đạt được những thành tựu gì rồi ạ? Tôi nghĩ là qua Internet thì có thể cái sản phẩm của tôi được nhiều người biết đến hơn. Đặc biệt bây giờ là cái nhà gỗ đó. Mà cái này tôi thấy cũng là một cái mới ở trên Internet. Vâng.
Thưa ông, hiện tại thì bây giờ tài chính đang ở trong giai đoạn rất khó khăn, ảnh hưởng của suy thoái tài chính và đặc biệt là đối với việc tiếp cận vốn ngân hàng cũng như là lạm phát khá cao. Thế nhưng mà điều này thì có ảnh hưởng trực tiếp tới một làng nghề như là Tràng Sơn không? Tôi thấy với mặt hàng phổ biến như ở quê tôi hiện tại thì có lẽ là khó. Như thời gian này thì tôi thấy là ví dụ thợ hoặc là các hộ sản xuất ở vùng tôi, cái công việc là nó rất là ít, thiếu cái tính ổn định thì cũng là một cái rất khó khăn cho họ. Lãi suất thì rất là cao và cái việc hiện tại thì mà thường các hộ sản xuất ở quê tôi thì thường chắc là phải vay vốn ngân hàng ấy. Vâng. Và lãi suất thì rất là cao mà hàng hóa đợt này thì lại khó khăn chung nên là tương đối là rất là khó cho các hộ sản xuất. Đối với làng nghề đặc biệt là Tràng Sơn thì sản xuất dựa vào vốn vay ngân hàng ạ? Ở vùng tôi thì tôi thấy cái vốn chủ yếu là dựa vào ngân hàng là nhiều. Thế trong trạng thái mà trong cái hiện thực, trong thực tế tức là tiếp cận vốn ngân hàng khó và lãi suất cao như thế này thì những người dân trong làng đã xoay sở như thế nào ạ? Tôi thấy thì hiện tại họ cũng rất thụ động thôi. Như tôi nói nó là thiếu một cái tính chuyên nghiệp là mỗi người làm một khâu rồi sau đó thì để cho được cái nguồn việc nó ổn định đó. Vâng. Thì tôi thấy như hiện tại là khó thì gần như là họ cũng gần như là cũng chỉ có chờ việc. Vâng. Thế đầu ra của họ thì họ giải quyết thế nào ạ? Đầu ra thì như tôi thấy thường bây giờ nó vẫn là lặng ở chỗ là người ta tự làm lấy tất cả và người ta đem bán tất cả. Thế họ đem bán người đâu ta ạ? Tự làm lấy tất. Thế đây một là ví dụ ở các cái phố chuyên bán đồ gỗ này. À. Và cũng có một số kênh như là tiếp cận là cũng như tôi là có thể là tìm kiếm các cái đối tác. Vâng. Ví dụ bên tư vấn thiết kế này, hoặc là bên thi công xây dựng. Nhưng theo tôi thì nó vẫn thiếu một cái kiểu như là chuyên mỗi người một việc làm cho thật ổn định với chuyên tâm. Họ vẫn phải tới đâu tính tới đó. Vâng. Là nhiều chứ chưa có một cái sự hợp tác mà ổn định đâu mà cứ thế mà làm. Vâng. Như vậy là đây là có thể nói đây là một cách làm hết sức là manh mún. Theo tôi là vẫn là tự phát, được tới tự đâu phát. Tính tới đây. Nếu mà tiếp tục làm như thế này thì chắc chắn là không thể đi xa được. Tôi nghĩ chắc là tính đến đường dài là chắc là rất khó đi xa và đặc biệt là những cái nghề truyền thống đó thì là rất khó mà giữ. Thế thì phải có một cái giải pháp cụ thể cho cái lộ trình phát triển của làng chưa? Đã ai làm việc này, anh nghĩ đến việc này chưa? Cái này thì tôi nghĩ là chắc là phải có cái sự tác động nhiều hơn từ cái phía lãnh đạo hoặc là từ cái phía cơ quan chức năng, chứ cũng rất khó mà một người dân nào đấy. Tôi nói ví dụ như tôi thì tôi làm việc theo kiểu của tôi thì vẫn chỉ là đơn lẻ. Tôi cũng có thể sắp xếp giải quyết được một phần nào đấy lao động ở địa phương, có một cái nguồn việc ổn định, nhưng chắc cũng không thể làm được hết tất được. Chắc cần phải có cái sự mà phối hợp nó ở tầm cao hơn. Thế ông có cho rằng mình sẽ là người mà đại diện cho làng để có thể làm được một điều gì đó không? Cái này thì chắc tôi không dám nhận, nhưng đó sẽ là cái tâm nguyện của tôi. Tôi nghĩ là ít nhất cũng phải có một người đứng lên làm, bởi vì nếu không thì cả làng sẽ không có một người nào đứng lên đề đạt là xây dựng hiệp hội chẳng hạn, thì cũng sẽ tình trạng này cũng sẽ vẫn còn tiếp tục dài. Tôi thì cũng có bắt tay hỗ trợ cái mong muốn xây dựng cái thương hiệu Tràng Sơn bằng cách là ví dụ tôi có xây dựng cái trang web thông tin cho làng nghề đấy. Vâng. Nhưng mà tôi thấy thì qua đấy thì cũng mới bắt đầu có cái tín hiệu tốt rồi. Tôi có làm một cái website dành cho làng tôi và sau đó người ta có thể vào đó người ta trao đổi thông tin và người ta có thể tự đưa thông tin của người ta qua đó. Thưa ông, thế nếu mà nhìn lại những bước đường mình đã đi thì ông cho rằng là ông đã bước được những bước nào trên cái con đường là gìn giữ phát triển nghề mộc của Tràng Sơn và xa hơn là góp một phần nhỏ bé trong việc gìn giữ các làng nghề truyền thống của Việt Nam? Tôi nghĩ đang đi những bước đầu tiên. Mới là bước đầu tiên thôi. Với những bước đầu tiên. Thế ông có kế hoạch gì sắp tới khi mà triển khai những bước tiếp theo không? Sau khi tôi làm được cái thị trường nhà gỗ nó tương đối ổn định và tôi sắp xếp được sản xuất cái phần nhà gỗ nó tương đối ổn định chút thì chắc là ở quê tôi có nhiều nghề truyền thống, tôi sẽ quan tâm tới có hai cái nghề mà tôi cũng tương đối quan tâm là cái múa rối nước và cái quạt. Quạt thì thời gian này cũng được nhiều người biết đến nhưng mà tôi thấy vẫn thiếu một cách làm mà nó chuyên nghiệp để cho cái đó như tôi nói là giữ được cái nghề đó nó phải bền thực sự dài cơ. Chứ không phải dừng lại, tôi thấy vẫn là mang lặng yếu tố mà truyền thông quảng cáo nhiều nhưng mà đi sâu vào cái chất thì tôi thấy chưa. Ông có định là bên cạnh là làm những nhà gỗ truyền thống thì ông tiếp tục đầu tư tiếp và xây dựng thương hiệu quạt với lại mua rối nước không ạ? Cái này thì tôi sẽ bắt tay, hy vọng là nó sẽ có được những cái thành công nhất định nào đấy. Tôi nghĩ là đối với một nghệ nhân làm nghề mộc khéo léo thì không chỉ là làm nhà gỗ mà còn có thể sáng tạo ra rất nhiều những cái sản phẩm khác như là rối nước hay là đục đẽo khác, những cái sản phẩm tinh vi, tinh xảo, bởi vì đây cũng là một trong những yếu tố rất là nổi bật của người Việt Nam, đặc biệt là ở các làng nghề của các tỉnh phía Bắc. Và để làm được điều này thì phải có một sự đam mê, thì bản thân ông hay là trong cái làng ông thì
đã có nhiều người đam mê với nghề này chưa, đủ để tạo thành một làn sóng chưa? Tôi nghĩ là chưa, như tôi nói đó là vẫn phải cho họ cái cơ hội, họ có thể trong đó họ sống được bằng nghề đó và có cơ hội làm giàu. Khi họ đã sống, họ làm quen với nghề đó thì tôi nghĩ là cái yếu tố mà đam mê với nghề đó, nó sẽ được đẩy cao hơn. Chứ nếu tôi nói nếu không có, nó sẽ chỉ dừng lại ở mức là kiểu như thích cái nghề đó thôi. Chứ để thành đam mê thì tôi nghĩ là phải được tôi luyện qua cái thực tế. Cũng như tôi đã ban đầu, nhà gỗ tôi có thể nó chưa đam mê thì cái mức như bây giờ. Nhưng tôi càng làm thì tôi càng say. Và càng say thì tôi càng đam mê, thì nghĩa là tôi càng có cơ hội để tôi giữ cái nghề đó tôi phát triển. Càng làm càng say, thế thì ông có những cái tham vọng gì hay là có những cái dự định gì, những kế hoạch gì cho những cái lộ trình tiếp theo của mình để gìn giữ, phát triển, kế thừa cái việc làm nhà gỗ cổ truyền thống cũng như là làm về múa rối và làm quạt? Nếu nói tham vọng thì có thể hơi quá với tôi, nhưng tôi thì tôi có một cái quan điểm là về nếu mà những cái đam mê của mình mà mình có thể cơ hội, nếu có thể chuyển được một phần nào đó thành kinh doanh và để nó hỗ trợ cái, hoặc là nuôi cái đam mê của mình đó nó được bền hơn thì tôi nghĩ là nó sẽ tốt hơn. Chứ tôi cũng không tính ngay là tôi sẽ, với tôi thì có thể kinh doanh là nó gắn liền với cái những cái gì mình thích, mình đam mê. Nhiều hơn là giải quyết một bài toán kinh doanh đầu tư là cái này phải hiệu quả kinh tế, là bao nhiêu ngay từ đầu thì mới làm. Tôi thì tôi thấy là ông chăn trở về nghề này, chăn trở về xây dựng thương hiệu này, chăn trở về làm quạt và cả rối. Thế thì trong giai đoạn sắp tới thì ông sẽ tập trung vào cái phân đoạn nào trong những cái mà ông đang băn khoăn và đang đầu tư? Chắc hiện tại thì vẫn phải là cái nhà gỗ trước. Nhà gỗ phải ổn định được trước. Khi đó thì tôi có thể quay lại tôi, khi tôi làm nhà gỗ ổn định được đó thì một phần nó sẽ quay lại tôi hỗ trợ tôi làm tiếp những cái kia. Chứ chắc là cũng không thể làm trong xong nhiều thứ tốt được cùng một lúc được. Và chắc chắn là phải xây dựng một cái thương hiệu cụ thể cho gỗ Giang và Tràng Sơn chứ ạ? Cái Tràng Sơn thì tôi không dám nhận, nhưng mà cái gỗ Giang thì chắc là có, vì dính tới cái của chung thì chắc là nó dính tới một cái thương hiệu chung thì chắc là sẽ cần phải sự tham gia của rất nhiều người. Tôi thì tôi nghĩ là ông cứ dám nhận cái xây dựng thương hiệu cho gỗ cho Tràng Sơn đi, bởi vì ngoài ông ra thì ở Tràng Sơn bây giờ còn có ai có nhiệt huyết và có lửa đến như thế này nữa đâu. Và đến Tràng Sơn thì ông cũng là một người rất nổi tiếng trong làng rồi còn gì, đúng không ạ? Cái này chắc khó, dính tới cái chung mà nhận về riêng thì chắc rất là khó. Nhưng mà tôi vẫn hy vọng là một ngày nào đó Tràng Sơn sẽ có một cái định vị, sẽ có một cái thương hiệu lớn trong thị trường mộc, mộc nhất là mộc truyền thống của Việt Nam. Những cái mà tôi đang làm thì chắc là có thể nó ẩn ở phía sau, nhưng mà chắc cũng vì một cái phần rất nhiều là tôi mong muốn được cái làng nghề Tràng Sơn nhiều người biết đến hơn. Thưa quý vị, qua câu chuyện mà chúng ta cùng chia sẻ với một doanh nhân, người đã sinh ra, đã lớn lên, đã gắn bó và chăn trở với nghề mộc của làng Tràng Sơn, thì chúng ta cũng thấy rằng để một làng nghề truyền thống được gìn giữ, bảo tồn và phát huy thì cần có những lộ trình, sự kết hợp giữa chính phủ, giữa các chính sách và đặc biệt là với sự hưởng ứng của các doanh nghiệp Việt Nam. Và xin chúc cho ông luôn luôn thành công với những dự định của mình và xây dựng thành công thương hiệu của gỗ Giang và Tràng Sơn. Vâng, cảm ơn. Thưa quý vị, chương trình được thực hiện cùng sự hợp tác của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.